Hay nha, chào các đại gia đình đã quay trở lại với Lê Văn Lộc nha. Ngày hôm nay tôi rất vui được quay trở lại với tất cả mọi người. Ngày hôm nay anh Khải anh bận, anh đi đi công chuyện ở ngoài xa. Khải nội ở đây nè nè nè, tôi đang làm việc với nhỏ nhân viên trong nhà. Đứa trong nhân viên nó nói vậy nè, anh Khải ra hỏi anh Lộc đang bà tám gì ở trước á. Mà có nãy giờ có bà tám không? Không, nãy giờ nói gì đâu. À, nó nói vậy nè. Cái chai thuốc mà của mình á, thuốc chức năng của mình á, khi nó đóng đi á là nó dán cái tem. Nhiều khi nó dán cái tem mà kiểu nó dán nó ngược á. Bắt đầu nó gỡ ra là nó gỡ không được, đâm ra là nó sẽ giục cái tem luôn. Một tem này đâu phải rẻ tiền đâu. Đúng rồi. Mỗi lần gỡ ra là mất chữ hả? Mất chữ nè. Mất chữ với lại là nó khi là nói chung là đã dán lộn cái là mất á. Dán lộn ghé là không được đúng không? Ông có cách nào chỉ nó để tôi vô tôi nói nó. Nhỏ nhân viên của mình đó. Anh chị dùng cỏ đầu nó nha, đừng nói cỏ đầu tôi chọc con vô con mắt không á. Thuê ở đâu mặt bà con nhà nó. Nói chung là hàng xóm nhà tôi á, nhỏ đẹp lắm. Đẹp lắm. Đẹp tôi mới dán 10 cái tem như vậy chắc phá sản mất tiêu rồi. Thì bởi từ ngày, nó nhiều ngày, khi nó lộn, nhiều khi nó đang nhớ tới ông đó. Ngày bán được bao nhiêu chai thuốc không mà cái tiền mà một tiền mua tem nó chết con người ta luôn rồi. Có nghĩa là tại nó nhớ tới ông nó mới dán lộn thôi. Ông gấp nó chỉ cho nó đi. Đây nè, đây mọi người nè. Đây hiện tại bây giờ vậy hôm nay tôi sẵn đây em luôn hướng dẫn anh cách này, nè. Đó. Cái tình trạng mà tem keo mà dính vào trong tờ giấy nó sẽ như thế này. Vậy làm sao mình gỡ ra một cách mà không dính này? Giờ cách làm sao gỡ keo dính tờ giấy mà không bị xước như thế này? Thì đó mới đặt câu hỏi để mà nó hỏi ra hỏi đó. Đây một cách rất hay nha. Vậy hôm nay tôi sẽ hướng dẫn một cách mà gỡ rất hay. Hiện tại bây giờ đây là một cái tem thuốc đau răng đúng không? Đây một cái tem thuốc đau răng nè. Nó đúng rồi, đúng rồi. Sẵn đây mọi người, nếu mà gia đình mình ai đang bị đau răng thì mọi người có thể liên hệ về số này. Ê, sẵn cho tôi nói về cái anh Tuấn ở Bình Dương. Tại vì anh nói đi, cái anh Tuấn Bình Dương này anh rất là khó tính. Là bữa đó là do mình chậm trễ cái ổng đang bị nhức răng mà viêm lợi với lại nhức răng á, nhức rất nhức. Ổng đợi chờ để thuốc tới á. Là ổng nói là tôi tại vì mình đi trễ thôi, ổng nói là gặp tôi là ổng nhai đầu tôi luôn á. Mà cuối cùng là bữa nay là thuốc vừa tới ổng ngậm đúng con lần một. Thế đâu ra? Lâu răng ok. Ông khó tính cực kỳ. Sẵn để tôi nói anh Tuấn. Gì? Anh Tuấn sẵn mà anh Tuấn có coi cái video này, anh Tuấn bỏ qua cho em nha anh Tuấn nha. Không phải là do tụi em chậm trễ đâu mà do vậy hàng nó đi trễ ra nè nha. Rồi ok. Vậy đó bạn ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho người cách gỡ keo dính tờ giấy, băng keo giấy mà không bị xước như thế này. Đầu tiên rất là đơn giản. Anh kéo sụt ra một xíu. Gì vậy? Kéo sụt ra một xíu. Rồi ok vậy đúng không? Đó bây giờ nha, chỉ cần đó anh cầm anh kéo ra. Kéo đúng không? Kéo ra. Ây da. Ra. Còn nguyên chữ. Đù. Vẫn có dính chữ này ít nè. Dính chữ không sao, đó là do sụt chặt á. Không, anh nhắn lại một nữa cho mọi người coi. Thực tế mọi người coi luôn. Không, mà tính ra là nếu mà làm được cái này là ngon nè. Đâu, anh quẹt lại một lần nữa. Đó, mọi người dán rõ ràng nha, mọi người thấy không? Dán rõ ràng luôn nha, đó, okay. Rõ ràng keo dính luôn nha. Rồi, anh gỡ ra, anh cầm anh kéo là ra. Đó. Để đạp này. Đó, kéo ra. Rồi ra. Vậy thôi. Sao mà hổm này nó dán mà bị. Cái tem nó, anh nói đi. Cái hổm này nó dán bị nhiều trường hợp vậy em sao không cho chị sớm để sao nó mất biết bao nhiêu nữa. Anh không nói em biết đó mà chữ vẫn còn y nguyên nha, không mất một chữ nào nha. Ngoài đây mày có chữ nhưng không sao, nhưng mà không xin nghe được cái chữ trong đây hết. Đó ok. Tin được không? Nếu anh không tin làm mọi người cứ làm thử thêm lần nữa ok. Thôi để tôi vô tôi chỉ nó làm đi mày. Trong cái hồi cái ngồi đến tám với ông hồi nó dán có phải là mười mấy chục hai chục tờ thấy bà luôn á. Đó đây là cách của tôi mà hướng dẫn mọi người nha. Đây là cách của tôi hướng dẫn mọi người mà cách mà gỡ băng keo mà dính giấy rất là hay nha. Nói chung là đây là một cách rất là tuyệt vời mà hiện tại tôi đang bán thuốc bán dung dịch ngậm đau răng á. Nếu mà đại gia đình hai đang bị đau răng thì có thể gọi số điện thoại trên màn hình đang chạy trên màn hình nha. Tôi sẽ giao hàng toàn quốc. Hay là các video sau.